Thưa quý vị và các bạn, trong thư gửi các bạn thanh niên năm 1947, Bác viết: "Thanh niên là rừng cột của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó. Thực hiện di nguyện của Người cùng với tuổi trẻ cả nước, thế hệ trẻ Lâm Đồng luôn nỗ lực học tập rèn luyện và cống hiến xứng đáng với niềm tin yêu của Bác." Tham gia cuộc hải trình đến với Trường Sa do câu lạc bộ Tuổi Trẻ Vì Biển Đảo Quê Hương tổ chức, Phan Thanh Sang, chủ trang trại Lan Issa Orchid Đà Lạt, đã góp sức trẻ và tình yêu của mình đối với người lãnh đạo với mô hình xử lý chất thải thành phân hữu cơ và ứng dụng công nghệ trồng rau tưới tiết kiệm nước cho 33 điểm đảo của quần đảo Trường Sa. Công trình có ý nghĩa lớn nhằm cải thiện nguồn rau xanh khan hiếm cho quân và dân trên đảo. Trở về đất liền sau chuyến hải trình, Phan Thanh Sang tiếp tục thực hiện dự án hệ thống nhà lưới phù hợp với điều kiện thời tiết của Trường Sa, đồng thời tiếp tục chuyển giao công nghệ và gửi theo các chuyến tàu đến với Trường Sa về giá thể sinh học, phân chậm tan, hạt giống, bạc phủ đất phục vụ trồng rau xanh cho các điểm đảo. Bằng sức trẻ của mình, Phan Thanh Sang luôn tâm niệm thể hiện tình yêu tổ quốc và học tập tấm gương Bác Hồ mỗi người hãy xây dựng lý tưởng sống cho mình và làm tốt công việc của bản thân. Thực sự bây giờ các bạn thanh niên thì chúng ta phải xây dựng cho mình lý tưởng, nhưng quan trọng nhất là mình phải và làm chính quyền cũng như là các lãnh đạo đảng và nhà nước cần phải xây dựng hình tượng mẫu để những các bạn thanh niên có nghĩa là vươn lên ở các bạn noi theo. Có thể đây là những cái bạn về những chiến sĩ hải quân ngày đêm canh gác và luôn là đấu đấu về đất nước, hoặc những bạn thanh niên mà phát triển kinh tế tốt làm giàu cho đất nước, để làm sao các bạn thanh niên phải có hình tượng, để trên có hình tượng đó thì có thể xây dựng lý tưởng mình phát triển tốt, lý tưởng cho mình tốt hơn. Nên chúng ta phải cố gắng là mình phải là thanh niên phải sống có lý tưởng và phải lao động học tập thật là tốt để xây dựng đất nước, và như mong muốn của Bác là làm cho non sông đất nước ngày càng giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc Nam châu. Trong thời đại bùng nổ internet, bên cạnh các phương tiện thông tin chính thống thì còn kênh thông tin phi chính thống có sức thu hút và khả năng lan tỏa nhanh, nhất là đối với giới trẻ. Bên cạnh lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có chí tiến thủ và ra sức xây dựng quê hương giàu mạnh, thì còn đâu đó một số ít thanh niên suy thoái về đạo đức, mất niềm tin vào đảng và nhà nước. Nguyên nhân sâu xa của sự suy thoái này là do thiếu sự tu dưỡng, rèn luyện, học tập, sự tác động của đạo đức, lối sống tư sản, hưởng thụ. Do vậy, để phòng chống tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận thanh niên hiện nay, đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò của mình về nhiệm vụ tổ chức hành trang về nhận thức và bản lĩnh chính trị cho thanh niên thông qua các hoạt động trao đổi, tọa đàm, các phong trào cuộc vận động khác nhau để dễ gần và dễ hiểu cho thanh niên. Ban bộ thành đoàn cũng đã quán triệt và chỉ đạo các cấp bộ đoàn thực hiện tốt cái chỉ thị 01 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc là tăng cường cái lề lối tác phong làm việc của cán bộ đoàn, thì qua đó cũng giáo dục được cho cán bộ đoàn là chống cái tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong cán bộ đoàn cũng như đoàn viên thanh niên, đặc biệt là phải quán triệt trong cái việc là khi tham gia các mạng xã hội thì cần phải là không được chia sẻ những cái bài viết mà không chính thống trên các mạng xã hội, để từ đó thì để tăng cường cái ý tưởng cho đoàn viên thanh niên. Thanh niên là rừng cột của nước nhà, mà nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên. Và nếu như thanh niên mà bị suy thoái về tư tưởng, về đạo đức, lối sống thì chắc chắn dẫn đến hành động cũng sai trái, và điều đó thì sẽ dẫn đến sự tồn vong của đảng cũng như tồn vong của dân tộc. Chính vì thế mà trong thời gian tới thì các cấp bộ đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các cái hoạt động để tạo một cái môi trường tốt nhất để thanh niên có thể rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, và khẳng định vai trò vị trí của thanh niên trong thời kỳ mới, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thưa quý vị và các bạn, như câu hát mà bất cứ thanh niên Việt Nam nào cũng nằm lòng, đó là đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Câu hát ấy giản dị nhưng vô cùng sâu sắc, để mỗi thanh niên Việt Nam tự soi lại mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đối với đội ngũ thanh niên có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Và việc phòng chống suy thoái cũng đồng nghĩa với chú trọng việc giáo dục lòng yêu nước trong thế hệ trẻ,
đến mỗi người những cái trách nhiệm của mình để trở thành những thanh niên vừa hồng vừa chuyên như lời Bác dạy, xứng đáng là những chủ nhân của đất nước trong thời kỳ mới.